Ok, hello anh em, lại là Healer đây. Thì hôm nay em lại tiếp tục làm clip phân tích BTC và review ngắn hạn đường đi của nó trong tuần tới để cho anh em có cái góc nhìn và tham khảo nha. Ở đây là khung weekly thì anh em có thể thấy là khả năng cao là ngày mai 7 giờ sáng ngày mai sẽ đóng một cây nến đỏ nha. Một cây nến đỏ đã kìm hãm lại cái đà tăng mạnh mẽ từ cái đoạn 40k đây. Thì anh em thấy là nó đã liên tục là có một cái đà tăng mạnh và cái trend nó đi khá là dốc lên nè. Đó. Ở đây thì nó cũng đã có cái tín hiệu là break cái ATH của 2021 rồi nha anh em. Ở đây thì mình nghĩ là khả năng ngày mai sẽ có một cái nhịp chỉnh là BTC sẽ có một cái lực là nó kìm hãm cái đà tăng lại và sẽ có nhịp là chỉnh về những cái vùng thấp hơn. Ok, thì sẽ chuyển sang daily. Daily thì anh em có thể thấy là nó đã hình thành một cái chuỗi nến giảm ở đây. Hình thành một cái chuỗi nến giảm và nó đã cũng có một cái nhịp là tiệm cận lại cái vùng demand zone ở phía dưới đây là cái mốc là 65k anh em. 65k thì anh em cũng thể thấy là anh em có thể là nhìn cái cây nến và rút râu ở phía trước này, nó đã phản ứng đúng không? Lần đầu tiên phản ứng và ở đây là lần thứ hai đã đóng một cây nến gần như là full lực và chạm lại cái vùng demand zone và tạo một cái đáy thấp hơn ở đây. Và cái nến tiếp tục là cái ngày cuối cùng của tuần hôm nay là đã có một cái nhịp hồi. Và cái sóng này mình nghĩ là sóng hồi thôi nha anh em, sóng hồi thôi. Và khả năng là nó sẽ tiếp tục rơi về ở cái vùng demand zone ở dưới đây một xíu là quanh khoảng 60k anh em. Đây, thì cái vùng này tại sao mình nghĩ là nó xuống đây? Vì mình nghĩ là cái vùng này nó sẽ tiềm năng và đỡ giá hơn. Và mình nghĩ là sẽ có một nhịp chỉnh và build lại sóng cho BTC để mà tiếp tục nếu như mà nó có cái hành vi là muốn đi cao hơn và nó tăng trưởng tiếp ở những cái mốc là 100.000 đô nha anh em. Ở đây thì anh em thấy là nó có cái nhịp là sideways tích lũy rồi nó bơm lên nè. Đó. Ok, mình sẽ chuyển sang H1 luôn. H1 thì mình cũng có view cho anh em trong Revit, đó là cái vùng mà hold cho cái cấu trúc sóng tăng này là quanh cái đoạn 66k đây. Đây. Cái đoạn này là mình coi nó như là một sóng thôi nha anh em. Đó, thì anh em có thể thấy là cái vùng là 66k đây. Nó đã có một cái nhịp chạm lại cái nơi cái OB của nguyên cái con sóng mà nó sideways tiếp diễn đi lên đây này. Đó là cái nhịp đầu tiên đúng không? Cái nhịp đầu tiên mà nó chạm lại nó đã phản ứng khá tốt bằng cái cách là rút râu. Rút râu đây là quanh 66k đó và hồi lại là quanh 70k4, 70k5 và có vẻ là cái lực sell cũng như là phi gấu nó đang áp đảo ở ngay chỗ cái vùng này và cứ hồi lên đây là nó bị đạp xuống nha anh em. Và hiện tại anh em có thể thấy là nó đã liên tục là tạo cái đáy thấp hơn này. Ngay chỗ đây đúng không? Nó tạo những cái đáy thấp hơn. Và những cái đỉnh sâu cũng thấp hơn này đó. Và mình nếu như mà mình xét chỗ này á thì nó đã gãy luôn, nó gãy luôn cây sóng này thì khả năng là nó sẽ tìm về những cái vùng dưới thấp hơn nữa nha anh em. Đây, thì anh em có thể là xem live chart này, live chart là nó đã gãy luôn cái vùng này, gãy luôn cái cấu trúc sóng tăng này thì cái đoạn này chỉ là một cái nhịp hồi. Mình sẽ view là sang tuần nó sẽ có một cái nhịp hồi lên đâu đó quanh 70k4, 70k5 gì đó rồi nó tiếp tục đâm nha anh em. Ở đây thì anh em cũng thấy là nếu như mà mình xét mình tính luôn cái râu đúng không? Cái râu cái giá lâu đây thì chỗ này cũng có thể là anh em sẽ bắt bẻ mình nhưng mà đây anh em tính luôn cái lâu giá thấp nhất của cái râu đây thì chỗ này cũng có một cái nhịp là nó đã đi thấp hơn này nè. Đó, ok nha. Đó, thì BTC trong tuần tiếp theo thì mình sẽ view là sẽ có một nhịp chỉnh đây. Thì mình sẽ quay lại, mình sẽ phân tích chỗ đây một chút xíu cho anh em. Thì anh em có thể thấy là ngay chỗ cái đoạn này là nơi mà có nhiều cái giao dịch nhất đúng không? Nơi mà có nhiều cái giao dịch là anh em long short và anh em retail trader tham gia vào cái vùng này. Đây. Thì anh em thấy là trước khi mà nó tiếp tục đi lên, nó break cái vùng đây, cái vùng mà 68k đây. Đấy, 69k3 đó.
thì nó sẽ vòng xuống, nó đá hết những cái anh em mà lon sọt ở những cái vùng này, thậm chí là những DCA những cái vùng trên luôn. Và đó đã có một cái pha kill và rủ hàng và quét hết stop loss. Nếu như mà anh em đi lon sọt future, anh em đặt những cái lệnh mà SL dưới đây thì nó đã có một nhịp là thanh lý anh em ở dưới đây, rồi nó lại tiếp tục đi và build lên đây đúng không? Thì đó, tại sao là mình nói là nó sẽ vòng về những cái vùng này. Cái vùng quanh 61 60k là cái vùng quan trọng để mà tiếp tục nó sẽ build cho những cái sóng ở những cái giá cao hơn ở trong tương lai nha anh em. Đó. Thì anh em cũng có thể thấy là cái chỗ này nó compress này, nó compress, nó sideways, nó đi đi lên này. Thì mình sẽ có một cái nhịp kỳ vọng là BTC trong tuần sẽ vòng xuống đây tạo một cái chân nữa thấp hơn, có thể là mô hình vai đầu vai đó, rồi nó sẽ hồi hồi về những cái vùng quanh đây là 70k4 70k5 gì đó. Cái nhịp này mình nghĩ là nó sẽ không bền vững đâu, nó sẽ lên có một nhịp rút râu rồi nó lại đâm đâm xuống ra nhanh đó. Theo cái view của mình là như vậy nha anh em. Và cái vùng để mà anh em cần hold spot cũng là cái vùng này luôn. Cái vùng này là nếu như mà nó đâm về về tận cái vùng 60k này á, thì những cái anh coi có thể là chia cũng khá là dữ ấy, cũng là giảm đâu đó là 20-30 hay là thậm chí là hơn nữa nha anh em. Thì khi mà BTC tiệm cận lại cái vùng 60k thì anh em cũng có thể là tìm cho mình những con hàng mà anh em phân tích và research cảm thấy đủ an tâm và xuống tiền được, thì anh em có thể là múc khi mà BTC chạm lại cái vùng 60k 61k gì đó, thì anh em có thể là hold và kỳ vọng một cái con sóng uptrend tiếp theo nó sẽ mạnh mẽ hơn trong tương lai đó. Vậy nha anh em. Bây giờ mình sẽ ngó một chút xíu về BTC Dom đây. BTC Dom thì hiện tại nó đang sideways ở cái vùng này. Có vẻ là cái view mà mình đã hướng tới là BTC có thể là nó chạm lại đâu quanh mốc 58%, nhưng mà chỗ này có vẻ là hơi khó rồi đấy. Chỗ này thì nó đang phản ứng ngay cái vùng này là nhiều hơn cái giá hiện tại luôn nha anh em. Đây. Nó phản ứng quanh cái mốc là 54 hoặc là 54% hơn một xíu, mạnh hơn. Đây thì mình cũng có thể là kỳ vọng là Dom sẽ có một cái nhịp chỉnh trong thời gian sắp tới. Trùng với cái việc mà mình view BTC có một cái nhịp chỉnh đúng nha anh em, nó có thể là vòng về những cái vùng này. Rồi nó sẽ tiệm cận lại cái kháng cự đây sau và nó đi sideways dưới cái vùng kháng cự này rồi nó sẽ bơm lên. Ok, thì đó là một xíu về BTC Dom. Mình sẽ chuyển sang một chút xíu về Total 3 luôn. Total 3 là anh coi anh em, vốn hóa của thị phần anh coi. Ok, Total 3 thì cũng như cái video lần trước mình view cho anh em đây đúng không? Đây, thì ngay chỗ đây nó đang tiệm cận lại cái vùng supply, là nơi mà nó cái cấu trúc mà nó gãy đây, nó gãy do cái con sóng trước này nè. Đấy, thì nó đang tiệm cận lại cái vùng supply này bằng cách là phản ứng rút râu. Thì cũng trùng với cái việc là BTC mình đang view, view nó sẽ có một nhịp chỉnh về những cái vùng 60k. Thì ok, thì cái giai đoạn này thì như những cái video lần trước là mình cũng đã không còn hàng spot ở trong giai đoạn này nha anh em. Mình sẽ canh bắt lại khi mà BTC có nhịp chỉnh hoặc là sau cái sự kiện halving. Ok, thì ở đây thì mình sẽ có một cái trendline ngay chỗ đây. Đó, thì nếu như mà anh em muốn múc anh coi thì có thể là canh canh sẽ có một cái nhịp chỉnh chỉnh về ở cái vùng là quanh 550 tỷ thì anh em sẽ đánh lên. Thì không ai mà đi 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 mua anh coi ngay chỗ cái vùng mà đang gặp kháng cự hết nha anh em. Thì mình canh mình đợi nó chỉnh về những cái vùng an toàn hơn thì mình sẽ mua, thì lúc đó thì mới là mình sẽ tối ưu hóa được cái lợi nhuận và trong cái danh sách đầu tư của mình nó sẽ nâng cao hơn nha anh em. Ok, một chút xíu về Total 3 mình sẽ kỳ vọng là nó sẽ có một nhịp chỉnh về đây quanh 550 tỷ. Thì sẽ có một nhịp tăng trưởng mạnh ở trong những cái giai đoạn sóng tiếp theo. Ok, thì đó là một chút xíu về phân tích BTC ngắn hạn trong thời gian sắp tới, thì anh em cũng có thể là tham khảo cái view của mình. Thì khả năng cao thì trong trong ngày mai á, trong ngày mai sẽ có một nhịp rung lắc tiếp tục của BTC, có thể là nó sẽ đẩy lên trước và nó sẽ đâm về sau, hoặc là nếu như mà nó đâm luôn về về vùng này á thì cũng có thể là xảy ra nha anh em. Ok, thì chúc anh em sẽ có những cái plan giao dịch và đầu tư hiệu quả trong thị trường crypto này nha. Bye bye anh em.